chào tao món nào chào một cái chào một cái bực sò cái học kia. This is a shop bell pepper, dry bell pepper and sugar, palm sugar. This is awesome ingredients. Tôi bên đang hơi đại kia tiết. Wow. Nó phải bị láng máu này. Co rồi hao không? Co to nâng, có bài nói. Co to nè. Trời ơi, lôi nè. Co sợ hao quá nè. Co xin quá nè. The shop bell pepper is added. Wow, it smells delicious. With the coconut milk oil. Bây giờ chừng mình muối ha. Kìa. Bây giờ lên đậu muối nữa à, cái đống tóc bò thì xa lắm đấy. Fermented fish. Wow, very nice. Smells delicious. Oh yeah, pretty good. That one, no, chop more, chip chip one. That's that one too good, eh? Được lắm nó ngon. Dạ thì lẩu. Để ăn mới. Con o hoàng cái đàn. Paste. Shrimp paste. Baked shrimp paste. Amazing. This is a beautiful ingredients. For the sweet and sour soup on top. Good chef. Very patient. Slowly cooks the meat. Wow, it's beautiful. Oh my god. It smells delicious. It smells awesome. Ủa anh ấy chấm bơ cho nên chú lụa mơ mà mình nhé. Nữa.
1 kg kem này. Wow. Gái. Phải chứ mà tịch chẳng hay mùa này nhỉ. Hai nhân cách bố tiếp đó. Mình con đang mình chơi này hả? Con đang hả? Sugar. This is ground lemongrass, coffee lime bean, galangal, turmeric. Wow, it's really nice. Crushed together. I will like it. Mmm, what's Okay. Wow. This is really awesome. It's amazing. Wow, this is ground lemongrass, galangal, turmeric, and pale lime leaves. No, this is one of beautiful ingredients for the Cambodian dishes. You can use this for many dishes. It is very, very healthy. Thế hai xong mặt tông nhé mấy, chúng ta coi. Thế hai, dạ. Dạ, con mặt tông á. Giảm nhiều lại ở đây chứ. Giảm nhiều lại ở đây ổn. Chứ lộ mặn quá. Chúng ta nhâm phút ạ. Sao mà? Ở đây, ở đây. Nó khám tất mấy vậy? Ồ. Trời chá nè. Cảm ơn chai xăm. Cảm ơn. Thử tiết cho năng tức. Nó sẽ hot. Nhanh xin này. Nhanh tiết cho năng hóa nặng. Đi đâu có nọc phạm đoạn lần sau này. Một xinh quanh chân này. Cờ rí, cờ ban. Nguyên cọp nữa. Cờ cây, cờ ban. Tê hả? Tê. Bọc hướng này. Cờ cây,
bán làm chót tay dương nghi nhà cô quất cho thấy ba vậy đúng tập riêng mà tao mới liêng. Yeah.